Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh của Zika. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các anh em cái cách kết nối một bộ dàn âm thanh loa G6000 với X7 DAC và một bộ mic khuyến mại đi kèm đạt được một cái tiêu chuẩn hay nhất mà dễ phối ghép nhất các anh em có thể hiểu nhanh nhất trong cái video này, và chúng ta cùng đến với cái cách đầu tiên. Ở đây thì em đang sử dụng một bộ mic thì tất cả em sẽ tút hết ra. Thật ra là cái này em setup cho các anh em thì nó sẽ cực kỳ dễ hiểu luôn. Chờ em chút. Nó cực kỳ dễ hiểu, ở đây là em sẽ tối ưu được hết cho các anh em về cái cách sử dụng này, cái cách mà chúng ta phối ghép. Đương nhiên là với một bộ dàn nó chỉ với hai thiết bị là mic và đẩy và ra loa thì nó dễ, nhưng mà cũng rất nhiều các anh em cũng gặp nhiều khó khăn đây. Khi mà chúng em thực tế, cái bằng chứng thực tế là chúng em gửi hàng đi với những cấu hình đẩy lên loa X7 DAC này và một đôi loa bất kỳ và một bộ mic khuyến mại đi kèm thì cũng nhận được cái phản hồi là hỗ trợ gọi video để ghép nối. Thì hôm nay em sẽ làm video từ đầu. Đây là con X7 DAC và mặt sau của nó đây. Em sẽ quay mặt sau luôn nhá. Em sẽ làm nhanh cái video này để các anh em không phải mất nhiều thời gian. Mặt sau thì chúng ta hình dung luôn. Với cái phiên bản này thì đây, những cái cầu đỏ đen đây, nó sẽ là cái cầu xuất tín hiệu âm thanh ra. Ở đây trên phiên bản X7 DAC nó sẽ có hai kênh, kênh A, BB. Thì nó sẽ xuất tín hiệu ra, thì chúng ta sẽ đấu một đôi loa, một chiếc loa đây, đánh cho một đôi. Và còn hai cầu ở giữa sẽ đánh cho một đôi còn lại. Thì thường thì em bán, các anh em mua thì sẽ mua một đôi loa và một cái đẩy X7, cái đấu đây cho em nhé. Đây, đỏ là dương, đen là âm, đấu dây đây. Đó có nghĩa là như thế này, đây. Đây ạ. Dây này ngắn thế. Đây nó sẽ cắm như thế này. Một vế, một chiếc loa như thế này, một chiếc loa sẽ còn lại như thế này. Và đây là cái dây em đang đấu nhanh, không nên dùng bắp chuối vì nó có hiện tượng đó. Cái bắp chuối này nếu bình thường thì nó sẽ cái này này. Cái kiểu dạng nó nở ra, nhưng mà chúng ta dùng nhiều nó sẽ bị lỏng. Thường thì em khuyên các anh em nên sử dụng dây loa và chỉ cắt tước ra và nhét vào cái khe này, này. Và xoắn nó vào và nhả ra. Còn xoắn nó vào là chặt nhất, các em dùng cả năm không phải động đến, không bao giờ ảnh hưởng đến hiện tượng mo ve. Đó, chúng ta xong cái dây mà ra loa nhá. Còn đường này là cắm điện thì chắc chắn phải cắm điện 20 rồi. Ở bên này, nhiều các anh em hỏi là cắm vào đâu là chuẩn nhất, thì hai cái đường này, nếu các anh em sử dụng dây AV, dây AV 3.5 đi ra hoa sen thì các em cắm đường này cũng được, hoặc là cắm đường này cũng được, đều được. Nhưng mà chúng ta phải chuyển sang cầu trước. Còn đối với một số thì đa phần bây giờ là nó chiếm khoảng 90% là dùng dây quang rồi. Bởi vì chúng ta sử dụng tịnh TV thông minh thì sẽ cắm vào đường đây là đường tín hiệu vào là dây quang nhá. Còn đây là đường mic, chúng ta sẽ cắm mic không dây đằng sau cho nó gọn. Cắm vào cổng 4 cũng được, cổng 5 cũng được. Lưu ý cho em trên cái phiên bản này nó có cái music lever. Cái này là cái em tạm gọi nó là cái khống chế, cái limit cái đường vào của tín hiệu âm thanh. Nó sẽ hạn chế cho các anh em, giả dụ như các anh em muốn chỉ cho ra khoảng độ 300W thôi thì chúng ta có thể giảm về cái tầm 12 giờ trưa hoặc là tầm độ 90 giờ thì nó ra khoảng 200-300W. Còn vặn max đến cỡ hết cỡ thì nó sẽ ra được 1000W. Limit đầu vào đầu ra, đây là limit đầu ra luôn đi, cho ra đầu công suất luôn đi. Đây là limit đầu ra, em xin lỗi, đây là limit đầu ra này. Vặn hết cỡ lên thì công suất rất khỏe, đồng thời với cái phía trước là cái master tổng thì chúng ta nhích khẽ lên nó sẽ to rồi. Các em muốn an toàn thì cứ để hướng 12 giờ cho em là cái mức trung bình nhất. Đây là cái mức volume cũng lever của mic thì cứ để hướng 12 giờ cho em ạ. Đối với một số trường hợp với một số bộ dàn âm thanh có thêm loa siêu trầm thì chúng ta sẽ sử dụng cái đường này để tăng cái volume lên, thậm chí tăng cả cốt lên cho nó mạnh. Không thì cắm đường này được rách, đường này đường có thể ring một tín hiệu ra một cái thiết bị khác như âm ly hoặc là cục đẩy, hoặc là nâng tiếng ra sang một bộ dàn khác cũng được, sang một bộ dàn nghe nhạc được qua đường này. Hoặc là lên, các anh em thích livestream Facebook mà hát lên giao lưu các hội nhóm, cắm cái dây này được, dây livestream. Hoặc là ra thiết bị ghi âm. Đây em sẽ quay cụ thể đằng sau hơn để chúng ta dễ phối ghép đây. Máy quay cameraman có thể đứng cao lên một chút xíu này. Ok, đó. Hiện tại thì em sẽ đấu ghép. Đầu tiên em sẽ cắm dây nguồn.
À, đây, đầu tiên em sẽ cắm dây nguồn, nó hơi không gian nó hơi hẹp một chút. Đầu tiên em cắm dây nguồn này. Và em sẽ cắm dây loa. Dây loa của em hiện tại thì nó đây ạ, dây loa của em đây. Thì em sẽ cắm dây loa. Đây là cái dây em làm nhanh vì em thao tác ngày em đấu hơi bị nhiều bộ combo nên là em phải làm dây này cho nhanh, thì mỗi lần đấu vặn này. Nhiều bác đến đây ngồi uống hết ấm chè rồi mà em chưa vặn xong thì em cứ làm dây này nhanh. Còn đối với các em dùng nhà thì cắt tước dây ra, cái dây dẫn dây đồng ở bên trong nó siết vào đây cho em. Và chúng ta chuẩn bị đối với những cái bộ dàn như thế này. Đây, như thế này đơn giản thôi. Em không dùng dây quang mà em sẽ dùng dây 3.5. Lấy tín hiệu từ trên TV qua đường tai nghe em cắm vào đường AUX1. Và sử dụng tiếp một bộ mic không dây. Thì bộ mic không dây thì nó đơn giản hơn. Dùng cái dây 6 ly đi kèm một mic không dây, 6 ly hai đầu ấy. Và chúng ta cắm tín hiệu từ trên đầu thu phát mic này xuống này. Và em cắm dây nguồn của mic vào là xong ạ. Đấy, như vậy là kết nối xong và tí nữa thì chúng ta sẽ căn chỉnh sau. Đấy. Còn về phần loa thì lưu ý cho em là đây, quay một cái loa ra. Phần loa thì trên cái phiên bản là G6000 thì nó sẽ có cái cầu đây, mà đen sẽ là âm và đỏ là dương. Thì tương ứng như vậy thì dây đỏ em cắm trên loa, dây đen là cắm dây âm. Đây, cái thông số của nó cứ dựa trên thông số nguyên lý của nó hoạt động và sử dụng như 300 đến 700 độ nhạy 92 trở ngang 6 ôm. Thì em cứ cắm cái này thôi. Và quay lại em sẽ khởi động nhạc lên. Rất nhiều các anh em nhá, khi mà em test ở nhà em hay test nhanh bằng cái đường AUX1 thì lưu ý cho em bật nguồn lên tất cả những chiếc app như volume và music dập đi cho em. Khi em mà đây, ví dụ như này, nó đang ở nằm tất cả những trạng thái khác nhau như là các đường vào USB thì chúng ta bây giờ mở nhạc lên nó không lên được nhá. Lưu ý cho em cái này rất là quan trọng này, chúng ta để luôn cho mình một cái dãy nút trắng ở phía trước cái đường là input này, menu này, ta chọn này. Đối với các anh em để cổng quang thì sẽ để ở bên phần OPT in, đó là sẽ là đường vào cổng quang. Thì nó sẽ chiếm khoảng 90% là dùng đường cổng quang sẽ để chế độ này. Còn đối với em đang test ở trên TV nhà em nghe qua đường TV Playbox FPT ạ, em sẽ sử dụng đời 3.5 ra hoa sen để em sẽ chuyển sang cổng in 1. In 1 là em sẽ lên tiếng. Đấy. Em sẽ để đường in 1 là em sẽ sử dụng cái đường in 1, và cũng có thể là để đường in 2, chúng ta sẽ lựa chọn cái đường in 2 lên. Nó tùy thuộc vào cái ngõ đằng sau các anh em để ạ. Nó tùy thuộc vào ngõ đằng sau các anh em để. Thì chúng ta sẽ chọn đó cái đường này. Và một con quan trọng nhất nữa là chúng ta chỉnh làm sao để hát karaoke hay, thì cái này thì các anh em quay lại gần đây em sẽ chỉ cho các em một cách chỉnh phù hợp nhất để các anh em hát karaoke hay. Đó. Bên mic nhà nhé, lưu ý cho em chỉnh mic làm sao để cho nó khi mà ta bật mic lên hay bất kỳ không hát nữa, ta dập cái echo này đi này, dập cái volume này đi này, dập cái này đi. Và khi chỉnh mic thì trên cái cơ bản, trên cái X7 DAC này, nó đang cái mặt định của ban đầu của nó là toàn bộ hướng 12 giờ hết, là nó sẽ rất là hay rồi. Còn như đây em đang căn chỉnh lại theo cái tông giọng của em, cũng ngữ điệu hát của em, như là em chỉ sử dụng một tí gọi là echo thôi, thì em sẽ để ở khoảng độ dưới 12 giờ một tí. Còn một số các cô, các bác, các chị lớn tuổi thì sẽ có phải tăng lên echo lên nhiều một tí là cái giọng bình thường. Còn cái giọng hát mà pro chuyên nghiệp rồi có thể bỏ bớt echo đi để nó nét, nhạc cấu trúc nét hơn. Phần bên delay repeat này thì nó cũng giống như trên âm ly các anh em ạ. Đấy, cái khoảng delay và khoảng repeat thì nó tùy thuộc thôi, cái khoảng thời gian và cái khoảng lặp đi lặp lại và cái echo đấy, để nó pha trộn giữa cái tiếng mic và nhạc. Còn bass trung chép này, cái phần này thì cũng là khá là tương đối quan trọng vì nó sẽ giúp các anh em cái lay luyến và cái ngân tốt hơn, những cái tiếng xì của tiếng mic ra này tốt hơn, giúp cái tiếng mic nó sáng hơn. Thì chúng ta có thể tăng giảm chép tùy vào cái gu hát của người ta, thích cái tiếng mic sáng thì ta phải tăng chép lên. Tiếng trung nó nhiều đủ tiếng trung để chúng ta ngân ngậm gặm lại để nó vẫn đủ cái giải mic nó ra, cho cái tiếng mic nó không bị cụt quá thì chúng ta phải tăng trung lên tí, không nên khai thác quá nó sẽ bị thừa trung, nó sẽ bị ong ọc tiếng. Và một cái bass này cũng vậy, bass này không nên khai thác nhiều quá nó sẽ bị ồn tiếng mic. Thì thường như cái con này em giọng của em chỉ để cái phần bass của nó bên dưới 12 giờ thôi.
như này em đang vẫn ngược kim đồng hồ dưới 12 giờ nhá, chứ không phải là chỉ mắt đâu, lưu ý cho em là như vậy. Bên này thì thường bên này em chỉnh như nào, bên này em chỉnh như thế thì nó gần như nó sẽ có một cái sự giả lập tốt, không nên là khác biệt quá cho cái phần effect echo và cái phần mic tone này, thì nó sẽ bị hơi bị khô tiếng. Còn phần nhạc thì các bạn em biết chỉnh rồi phải không, trên âm ly. Con này nó dựa hoàn toàn về cái chỉnh như âm ly, nó dựa hoàn toàn như vậy. Đây bass trung chép cũng vậy, ba lăng cân bằng phải trái cũng như thế thôi, cũng chỉnh tùy thuộc vào thôi. Là sao chúng ta chỉnh, làm sao nghe chúng ta thích nghe nhiều bass chúng ta có thể tăng bass, thích nghe ít bass tăng giảm bass. Đôi loa mà nhuận trung chúng ta có thể 12 giờ hoặc giảm bớt đi. Hoặc đối với đôi loa mà sử dụng đôi loa full chép kèn thì chúng ta có thể để 12 giờ hoặc giảm về hướng 11 giờ. Đối với những đôi loa mà loa thùng chép giấy thì có thể tăng lên một tí để cho tiếng chép vào sáng. Thì cái này là tùy thuộc vào cái gu nghe của các anh em, tùy thuộc vào nhá. Và một cái nữa là lưu ý cho em khi sử dụng cái dòng đẩy này, công suất nó rất là lớn. Đánh một đôi loa bé, đôi loa 25 hay đôi loa 18, đôi loa 25 chúng ta không cần phải khai thác to quá. Và em nhìn đấy, hiện tại em đang để ở cái limit đầu ra là ngưỡng 12 giờ mà em vặn lên. Đối với cái đôi G6000 này nó cũng tương đối là to rồi. Như này thì sẽ bảo vệ rất là tốt. Nếu bình thường mà em không limit cái đầu nguồn ra thì vặn lên tầm này đôi loa G6000 nó thổi rất kinh khủng mà. Nhưng như này cũng khá là tương đối ổn về cái đầu limit đằng sau, giúp cho anh em có thể là nhà có trẻ nhỏ vặn cái này lên nó không ảnh hưởng đến loa nhiều. Còn đến mic, phần mic thì chúng ta cắm mic lên, bật mic lên thôi. Và nếu mà bị lệch sóng chúng ta có thể dò lại. Cái này em đã hướng dẫn các anh em rồi. Và bật mic lên như thế này. Còn về phần mic á, phần mic thì khi chúng ta bật mic luôn luôn phải dập hết đi, xong bắt đầu bật mic lên. Đấy là cách dùng mà an toàn nhất. Chúng ta chỉnh dần lột 1, 2, 3 1, 2, 3. Khi nào mà cái tiếng mic nó đủ vào rồi, chúng ta dừng lại, không nên khai thác quá cái là nó sẽ bị, đến lúc chúng ta hát là cái tiếng mic nó sẽ to hơn nhạc, nó không được hay nữa. 1, 2, 2, 2. Nghe cái intro này vậy thôi. Đối với tất cả những cái dòng van số chỉnh cơ hay là van số thông thường thì nó đa phần là khi chúng ta tắt nhạc đi và chúng ta thử mic, thử echo thì nó đủ echo rồi. Khi chúng ta cho nhạc vào thì echo nó lại bị ít. Thì chúng ta bằng một cách đơn giản nhất để khắc phục cái lỗi đó là chúng ta có thể cho cái echo nhiều lên một tí, để khi mà chúng ta mở nhạc lên, chúng ta hát karaoke thì cái tiếng echo nó vừa đủ và hay. Đây vừa rồi là một cái cách chia sẻ nhỏ, cũng như là cái cách kết nối để giữa một bộ dàn âm thanh, đặc biệt là cái bộ dàn WeWood G6000 và X7 DAC này, thì các anh em thấy hay thì tặng cho chúng em một cái like và có thể áp dụng được vào cho bộ dàn nhà mình. Chúng em thì có những video chia sẻ như này, và sau đây thì xin phép được chia kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt và chúc các anh em có nhiều vui, sức khỏe và ca hát vui vẻ.